Hãy nhớ Messi vẫn ở đây. Vì sao phải nghĩ về cậu ấy lúc giải nghệ? Thực tế là Messi vẫn còn thi đấu, hãy để cho cậu ấy yên. Liệu đã đến lúc chúng ta chia tay Messi chưa? Làm như vậy chẳng khác nào tự sát, tất cả chúng ta đều điên rồi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã trả lời tại Lima, Peru ngày 16 tháng 10 khi được hỏi liệu Argentina cần làm quen với viễn cảnh không có Messi ra sao. Đúng như ông nói, thật là một điều điên rồ. Điên chẳng khác gì ngoài tự sát nếu như Argentina bỏ cao thủ lớn nhất của họ ra khỏi kế hoạch chỉ vì lý do tuổi tác. Vài ngày trước xuất hiện bài báo gây tranh cãi với tiêu đề "Không Messi, đội tuyển Argentina vẫn chơi tốt". Đại ý, Argentina không có Messi vẫn có thể giành chiến thắng trước Paraguay. Và theo tác giả của bài viết thì họ nên như vậy, nên hướng đến tương lai khi Messi đã sắp bước vào tuổi 40. Rất may là huấn luyện viên Lionel Scaloni đã không suy nghĩ như vậy. Ông hiểu rằng cậu học trò thiên tài này của mình có thể mang lại phép lạ cho đội bóng. Vì thế vào sáng nay, ông vẫn đưa Messi vào sân đá chính khi nhận thấy tiền đạo của Inter Miami đủ sức khỏe. Rất may, người hâm mộ Argentina lúc này có lẽ cần phải cảm ơn Scaloni vì ông đã lựa chọn đúng. Nếu không có Messi sáng nay, đội tuyển Argentina đã không thể nào giành được một chiến thắng vì cả hai bàn thắng vào lưới Peru đều do một tay Messi thực hiện. Nói cách khác, như mọi lần, Messi lại tỏa sáng để cứu đội tuyển Argentina khỏi những khó khăn. Ở tuổi 36, Messi vẫn là trụ cột của Argentina. Anh dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch World Cup 2022 và được trao quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất giải đấu. Messi từng chia sẻ dự định chia tay đội tuyển sau World Cup, nhưng anh đã hoãn quyết định sau chức vô địch tại Qatar. Đến bây giờ, cựu tiền đạo Barca chưa cung cấp thông tin cụ thể về kế hoạch giải nghệ của anh. Nhưng có lẽ, người dân Argentina và ban huấn luyện của Lionel Scaloni không mong muốn viễn cảnh đó sớm xảy ra. Thậm chí nếu có thể, họ vẫn mong Messi có thể góp mặt tại World Cup 2026 diễn ra sau đây 3 năm nữa. Vì theo những chia sẻ mới nhất của tiền đạo Cristiano Ronaldo, kỳ phùng địch thủ của Messi, anh đang cố gắng duy trì thể trạng và phong độ để thêm một lần nuôi hy vọng bổ sung danh hiệu còn sót duy nhất trong bộ sưu tập là chiếc cúp vàng World Cup. Messi dĩ nhiên đã có World Cup rồi, nhưng câu chuyện ở đây là người hâm mộ không muốn thấy Messi giải nghệ trước Ronaldo, nhất là khi Mbunga kém đối thủ 2 tuổi. Và sau trận đấu sáng nay, người hâm mộ càng có thể chắc chắn rằng Messi đủ sức để góp mặt tại World Cup 2026 như đầu tàu của đội tuyển quốc gia. Vì anh vẫn đang tỏa sáng và gánh team một cách đều đặn từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Trước khi đến với bài phân tích ngày hôm nay, quý anh em khán giả hãy để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Bên cạnh đó, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay 5go.com cực xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin phép bắt đầu. Messi ổn, cậu ấy đã tập luyện nhiều hơn, chúng tôi sẽ quyết định vào ngày mai. Vấn đề chính nằm ở việc liệu cậu ấy có thể thi đấu bao nhiêu phút. Nếu Messi đủ khỏe, cậu ấy chắc chắn sẽ ra sân. Chúng tôi luôn cố gắng để những người đạt 100% hoặc gần 100% thể lực có thể thi đấu. Ở thời điểm này, mọi cầu thủ đều khó đạt đỉnh cao nên sẽ có những thay đổi so với trận gặp Paraguay. Huấn luyện viên Lionel Scaloni nói trước trận đấu gặp Peru. Cái tên Lionel Messi vẫn chiếm trệ trong đội hình chính thức của Argentina trong chuyến làm khách trước đối thủ đang có nhiều tiến bộ tại khu vực trong thời gian gần đây, Peru. Điều đó cho thấy sau gần một tháng điều trị và thi đấu cầm chừng, Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Và cầu thủ với danh xưng xuất sắc nhất thế giới đã đánh dấu ngày trở lại không thể tưng bừng hơn bằng một màn trình diễn gánh team tuyệt đỉnh. 11 phút đầu tiên, đội trưởng Argentina cho thấy sự sẵn sàng bằng một cú sút xa, chệch cột và một pha sút phạt trực tiếp. Peru có lợi thế về mặt sân nhà nhưng không thể nào gây sức ép về phía đương kim vô địch thế giới. Trong hiệp 1, đội xếp áp chót khu vực Nam Mỹ chỉ gây nguy hiểm từ cú vô lê của Paulo Guerrero. Tuy nhiên, thủ môn Emiliano Martinez dễ dàng cứu thua cho Argentina. Phút 32, Peru dâng cao tấn công, tuy nhiên từ một pha mất bóng trước vòng cấm, họ lập tức rơi vào bẫy phản công của Argentina. Julian Alvarez, Messi và Enzo Fernandez chỉ mất vài nhịp chạm để có thể đưa bóng sang cánh trái cho Nicolas Gonzalez. Tiếp đó, ngôi sao câu lạc bộ Fiorentina tạt vào vòng cấm để Messi sút vào góc cao mở tỷ số. Sau bàn phá thế quân bình, Argentina áp đặt lối chơi tốt hơn. Phút 42, họ tiếp tục khoét vào cánh phải của Peru và ghi bàn thắng thứ hai. Sau đường chuyền của Enzo, Alvarez nhấc chân nhường bóng cho Messi và tiền đạo đội trưởng sút nối đánh bại thủ môn Pedro Galase lần thứ hai. Rất chóng vánh, Messi đã an bài thế trận cho Argentina ngay từ khi hiệp 1 vừa kết thúc. Nhưng điều đáng nói hơn là Messi thậm chí bỏ lỡ một loạt cơ hội lập hat-trick trong hiệp 2. Tiền đạo 36 tuổi đưa bóng vào lưới Peru ở phút 57 sau pha tranh bóng giữa Alvarez và hậu vệ chủ nhà. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Alvarez chạm bóng tạo thành đường truyền nên Messi rơi vào thế việt vị. Phút 67, Messi lại lỡ thêm một cơ hội nữa.
anh sút nối sau pha bật tường với Gonzalez, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Galase. Tuy bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick, nhưng với cú đúp này, Messi cũng đã thiết lập ra một kỷ lục mới. Anh hiện đã có 31 bàn ở các kỳ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, vượt qua kỷ lục cũ của người bạn thân Luis Suarez của Uruguay là 29 bàn. Quan trọng hơn cả, đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của tuyển Argentina tại vòng loại World Cup 2026, giúp họ vững vàng ở ngôi đầu với 5 điểm nhiều hơn các vị trí tiếp theo. Nhà vô địch thế giới cũng nối dài mạch thắng lên con số 8 kể từ sau khi đăng quang tại Qatar vào cuối năm 2022. Tính rộng hơn, đội tuyển Argentina đang có 14 trận thắng liên tiếp, đại diện gần nhất vượt qua Argentina là Saudi Arabia tại vòng bảng World Cup 2022. Chưa kể, một thống kê khác về đội tuyển Argentina có thể khiến bạn phải thốt lên đầy kinh ngạc. Kể từ năm 2019 tới thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Scaloni mới chỉ nhận đúng có 2 thất bại. Sau trận thắng Peru, Messi thậm chí đã cao hứng so sánh đội tuyển Argentina lúc này với Barcelona huyền thoại dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Embunca cho rằng Albiceleste đang mang trong mình hình ảnh của Barca hoàn hảo năm nào. Đội bóng này thật sự đáng kinh ngạc, mỗi lần thi đấu họ đều tiến rất gần đến việc trở thành đội mạnh nhất trong lịch sử. Đúng, chúng tôi có một tập thể tốt và một môi trường tốt cho phòng thay đồ đã khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi thích được ở bên nhau và chơi cùng nhau. Ở cấp độ trận đấu, chúng tôi nghĩ chúng tôi đã thật sự trưởng thành. Sau khi vô địch World Cup, chúng tôi tự tin, đoàn kết và vững chắc hơn. Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục phát triển. Embunca chia sẻ với tờ TYC Sports. Thật sự sẽ rất khó để so sánh đội tuyển Argentina với Barcelona. Nhưng tôi nghĩ đội tuyển Argentina lúc này đang tiệm cận trình độ của một Barca hoàn hảo trong lịch sử. Sau World Cup, cả đội đá càng ngày càng hay. Huấn luyện viên Scaloni có nhắc chúng tôi rằng trước vô địch Copa America và World Cup đã qua rồi, giờ thì chúng tôi phải hướng đến những giải đấu mới trong tương lai. Cả đội sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cả đội biết rằng chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn. Cựu tiền đạo Argentina ví von khiến người hâm mộ quê nhà sướng rơn. Vì tuyển Argentina càng chiến thắng bằng lối chơi tốt, càng tạo cảm hứng cho Messi thi đấu, người hâm mộ và đồng đội càng hy vọng anh sẽ cân nhắc ý định giải nghệ trước World Cup 2026. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cho rằng các cầu thủ Argentina giờ đã thật sự hòa nhập và thoải mái khi chơi cạnh người đội trưởng siêu sao, đồng thời khen ngợi sự trở lại phi thường của cậu học trò. Tôi thấy Messi chẳng giống như một cầu thủ vừa dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một thời gian. Toàn đội đều hiểu anh ấy, Messi chơi theo một phong cách rất rõ ràng và có lợi cho mình. Tôi hy vọng anh ấy chơi lâu nhất có thể. Mọi người đều vui khi thấy anh ấy trên sân. Nhà cầm quân người Argentina cũng chia sẻ thêm về việc Messi không thi đấu cùng Inter Miami trong thời gian tới. Ông cho rằng dù như thế nào, vai trò của Messi tại đội tuyển quốc gia vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ của Messi vì Argentina sẽ không thi đấu trở lại cho đến tháng 3. Cậu ấy vẫn luôn là một phần quan trọng của đội tuyển. Có lẽ Messi sẽ tập luyện trước mùa giải với đội của mình. Đó là điều tốt và không cần phải lo lắng. Có thể thấy, Lionel Messi là một, là riêng, là duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Dù anh đã đi gần tới phía cuối con đường của sự nghiệp cầu thủ, nhưng vai trò tại đội tuyển quốc gia vẫn luôn được xếp vào hàng quan trọng nhất. Đồng ý rằng từ khi gia nhập Inter Miami, Messi gần như bị vắt kiệt sức khi thi đấu liên tiếp. Một mình M10 đã còng lưng để đưa đội bóng do cựu danh thủ David Beckham làm chủ sở hữu tới chức vô địch chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử của Inter Miami. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của một cầu thủ đã ở tuổi xế chiều khiến Messi bị quá tải và tái phát chấn thương dây chằng. Nhưng không sao, Messi vẫn cho thấy sự phi thường trong ngày trở lại, dù đã rất lâu rồi anh mới gặp một chấn thương phức tạp như vậy. Điều đó càng củng cố quan điểm, đội tuyển Argentina không thể thiếu Messi tại các giải đấu sắp tới. Không phải lạm dụng, nhưng chừng nào Messi chưa cảm thấy mệt mỏi với việc gánh team, chừng đó đội tuyển Argentina của huấn luyện viên Scaloni còn có thể trông chờ vào đôi chân ma thuật của chàng phù thủy xứ Tango này.